Minh Biên TV xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Ở trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một loại bẫy cảm kiềng. Đây là một loại bẫy hiện đại và được chế tạo hoàn toàn từ thép không gỉ nha mọi người. Một loại bẫy này rất là nguy hiểm và cách kích hoạt bẫy thì chúng ta phải dùng bàn chân nha mọi người. Và bẫy ngày hôm nay thì mình mua để đi bẫy chồn, bẫy gà rừng cho mọi người xem. Nó không giống như những loại bẫy nguyên thủy trước đây mình từng chia sẻ. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng mình kích hoạt chiếc bẫy này nha mọi người. Phải dùng bàn chân đạp thì mới kích hoạt được chiếc bẫy này nhé. Đây mọi người. Đây, đầu tiên thì mọi người hãy dùng bàn chân đạp. Sau đó là làm như vậy mọi người. Mình sẽ thực hiện thực tế cho mọi người xem luôn. Đây mọi người, mình đã kích hoạt chiếc bẫy này xong rồi nha mọi người. Đây là cái đôi tất của vợ mình và mình thử ném nó vào xem nha mọi người, nó sẽ sập ngay luôn á. Đây mọi người, đây là một trong những loại bẫy hiện đại rất là hiệu quả luôn mọi người. Mình đã từng bẫy cái loại bẫy này trước kia, mình ở nhà mẹ vợ mình á mọi người, bẫy ở cà phê á, được rất là nhiều chồn sóc luôn mọi người. Đến nay thì mình về lại quê hương Lâm Đồng của mẹ vợ mình và mình mua lại 30 cái để đi đặt bẫy cho mọi người xem, cũng như là chia sẻ ẩm thực, cuộc sống, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của quê hương mình cho mọi người xem nha mọi người nhé. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng mình chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết để đi vào trong rừng thực hiện đặt bẫy. Đi thôi. Mình đang đi bộ vào trong khu rừng tự nhiên mọi người. Để đi vào được trong khu rừng tự nhiên thì mình phải qua những cây đồi cà phê của người đồng bào dân tộc ở nơi đây. Sau đó là đi đến khu rừng thông, rồi bắt đầu lên đồi, lên rồi rồi đi qua những con suối thì mới bắt đầu đi vào sâu trong rừng tự nhiên nha mọi người. Quãng đường mình đi bộ thì chắc khoảng 1 km luôn mọi người. Thời tiết thì rất là nắng luôn hiện tại, tại vì mình đi hơi muộn, hôm nay mình đi hơi muộn. Mình đang cầm tay thôi nha mọi người, mình quay điện thoại mà mình đang cầm tay. Cái chân quay này thì trừ khi nào mình đặt góc mình mới quay mọi người nhá. Chân quay này nặng khoảng 2,5 kg đó mọi người. Ở phía đằng sau mình là những cái ngôi nhà màng, nhà lưới, họ trồng rau hoa quả đó mọi người. Ở Lâm Đồng thì không còn xa lạ gì đâu mọi người. Đây mọi người. Và từ khu rừng thông đi vào trong khu rừng tự nhiên đó là khoảng 500m nữa mọi người. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tiếng gió thông rì rào, rất là mát mẻ luôn mọi người. Nếu mà có dịp mọi người nhớ đến Tây Nguyên một lần để du lịch nha mọi người nhé. Xin chào mọi người, mình đã bắt đầu bước vào khu rừng tự nhiên rồi mọi người. Rừng ở Tây Nguyên thì nó rất là khác biệt so với rừng Tây Bắc của mình mọi người ơi. Đó chính là nó khô thoáng hơn này. Thứ hai là không có vắt nhiều mọi người ơi. Dù cho mình có đi lạc đường đi chăng nữa thì mình vẫn có thể có lối ra được, nó đi thông thoáng, có nghĩa là mình đi không cần phát. Còn như ở rừng Tây Bắc của mình á, khu rừng tự nhiên nó rất là rậm rạp này. Thứ hai là vắt rất là nhiều. Và thứ ba nữa là trong trường hợp mình đi lạc đường á
nếu mà không có lối đi của những cái người dân địa phương á, hay đi rừng á, thì không thể nào mà chúng ta truy đi được. Còn rừng ở Tây Nguyên thì rất là khô thoáng mọi người, thông thoáng. Đó là những điều khác so với Tây Bắc của mình. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thì ở đâu cũng có mọi người. Mỗi người ở mỗi nơi có một cảnh quan thiên nhiên khác nhau. Mình không biết là còn nhiều thú nữa không. Cách đây năm 2017, mình về lấy vợ ở rể ở Lâm Đồng á mọi người. Thì mình đi bẫy rất là nhiều luôn. Lúc đó mình rất là chăm chỉ. Cho đến nay là năm 2023 rồi mọi người. Mình không biết là liệu có nhiều thú rừng như trước nữa không. Thì mình sẽ sắp xếp vị trí để phù hợp cho đặt bẫy luôn mọi người. Mình đang tìm một cái lối đi cố định để đặt bẫy lên theo hàng rào á mọi người. Trên đường đang đi thì mình đã phát hiện là họ đã bẫy rồi mọi người. Đây là một loài bẫy cũng được sử dụng rất là hiệu quả, áp dụng cho từ trước đến nay. Và ngày hôm nay họ vẫn sử dụng mọi người. Đây mọi người, đây là một loài bẫy nguyên thủy khá là hiệu quả luôn mọi người. Ngày xưa chưa phát triển các loài bẫy hiện đại được sử dụng bằng thép á, thì họ hay dùng rất là nhiều loài bẫy nguyên thủy. Chưa kể là có cả loài bẫy này luôn mọi người. Một đoạn đường được cắt ngang bởi cây gỗ này mọi người. Và ở đoạn này thì có lối đi của thú rừng. Và mình sẽ chọn vị trí phù hợp để đặt bẫy là đây một bẫy nha mọi người. Và mình chỉ quay 1-2 bẫy mình đặt thôi nha mọi người. Mình không thể là quay hết, quay nhiều như vậy, làm phí thời gian của mọi người nữa. Đây mọi người, mình sẽ bẫy loại bẫy này. Bẫy này là size 14cm nha mọi người. Đầu tiên chúng ta cần phải đào lỗ xuống nha mọi người nhé. Đào lỗ xuống để ngụy trang. Tại vì những con thú tinh vi nó sẽ không đạp bẫy đâu mọi người. Dao thì mình không mang dao luôn mọi người. Ở trong Tây Nguyên họ không có dùng dao Tây Bắc, dao mèo như mình. Thế nên là mình phải đặt mua mới một con dao và chưa kịp về. Và nên mình đã sử dụng cái con dao này mọi người. Đây mọi người, đây là dây buộc. Chỉ có buộc loại này mới chắc chắn thôi mọi người. Trường hợp như dây dù hay là các cái dây bình thường á, không phải là dây thép á, thì nó không chắc chắn đâu mọi người. Dính con trồn to là nó mang đi luôn. Đứt, không thể chịu đựng được. Khá là dài luôn mọi người, chắc khoảng 1,5 mét. Và cách buộc dây với bẫy thì nó đơn giản thôi mọi người. Phải dùng bàn chân đạp thì nó mở cái miệng này ra được mọi người. Đây là một trong những loài bẫy rất là nguy hiểm mọi người. Trước ở Tây Nguyên mình bẫy một lần mà kẹp ở chân của mình á, kẹp ở tay á, là mình vứt luôn cái bẫy đó và cho đến nay là mình mới sử dụng lại. Tại vì mình rất là thù những cái kiểu mà bẫy mà làm đau mình á. Đây nha mọi người ơi, mình đã bẫy xong rồi. Mọi người nhớ là khi mà cái kích hoạt bẫy nó được hoạt động thì mọi người không được thò tay vào nữa nha mọi người ơi. Mọi người nhớ khi mà ngụy trang nhớ giữ cái kích hoạt lại nha mọi người nha. Còn không thì có mà ối rồi ơi á. Đừng có lấy mấy cái cành cây cứng quá mọi người ơi. Nó không sập đâu, cho dù nó sập nó lại không được á. Xong rồi mọi người, xong chiếc bẫy đầu tiên rồi. Đây mọi người, bình thường mình sẽ không nhìn thấy đâu. Trừ khi chúng ta không ngụy trang thì mới nhìn thấy. Và mình sẽ còn bẫy lên như vậy theo hàng rào nha mọi người nhé. Bẫy lên theo hàng rào như vậy mọi người, để đi thăm bẫy cho dễ nhớ. Ở phía dưới có một khúc gỗ nha mọi người. Qua đây là bẫy của mình. Đây mọi người. Và mình vẫn là phải rào lại nha mọi người, để nó đi qua đúng một lối này thôi. Nếu mà mọi người xem video đến đây thì cho mình xin một đăng ký kênh nha mọi người. Sau một thời gian thì mình cũng đã bẫy xong rồi mọi người. Mình đi từ lúc 9 giờ sáng cho đến bây giờ là 5 giờ chiều rồi mọi người. Mình ra tới bìa rừng. Và ngày mai mình sẽ quay lại, nếu mà được con gì thì mình sẽ đem muối và bột ngọt đi, cũng như là các cái gia vị cần thiết để chế biến những cái món ăn dân dã ở trên rừng này cho mọi người xem nữa nha.
tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang đi bộ vào trong rừng và có mang theo chuối nha mọi người, chuối để đi làm mồi và một con dao tay bắc mình đặt nó về ngày hôm nay. Chút nữa mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Mình đang mở cái gói hàng này để lấy con dao cho mọi người xem. Con dao này thì mình mua ở trên Google á mọi người. Giá nó là 185 cành. Đây. Mình đi rừng thì mình luôn luôn chọn dao mũi nhọn á mọi người, tại vì nó rất là nhiều lợi ích trong công việc. Thế nên là mọi người nên ưu tiên là chọn dao mũi nhọn đi rừng này mọi người. Mình cũng thấy là khá là đẹp luôn mọi người. Cán là cán gỗ mun. À, không biết liệu nó có sắc bén hay không nữa mọi người. Mình sẽ thái chuối và bỏ vào trong bẫy nha mọi người để làm mồi. Đây mọi người, đây là chiếc bẫy đầu tiên nhưng mà không dính nha mọi người. Ở phía bên dưới là dòng suối. Mọi người ơi, mình thái chuối rồi mình bỏ để tạo mùi thơm cho con trồn đó mọi người. Đây là chiếc bẫy thứ hai và mình thấy nó sập. Ôi mọi người, sập rồi. Mình không biết là dính con gì luôn mọi người. Không phải là tay của con chuột đâu mọi người. Con này khá là to luôn. Chắc chắn là con trồn hoặc là con gì đó thôi mọi người. Chán thật luôn. Chá có mồi nướng rồi. Tiếc thật. Mình sẽ đi thăm những bãi tiếp theo nha mọi người. Chào mọi người. Đây là chiếc bẫy tiếp theo đây mọi người. Nó dính một con gì á? Con gà mọi người. Ô! Mất ăn rồi. Chắc là đứt chân hay sao mọi người. Chạy mất rồi. Đứt chân mọi người ơi. Xem này. Chán thật. Vậy lại không được ăn nữa rồi. Mọi người ơi, không biết là con gì. Cũng khá to đó mọi người. Nó giống như con gà. Đây. Vừa phát hiện thì bật máy quay lên quay rồi cuối cùng nó bay mất. Biết vậy mình đập lấy cho rồi. Tiếc thật luôn mọi người. Chán thật. Đây là chiếc bẫy tiếp theo đây mọi người ơi. Dính một con sóc đất. Đây mọi người. Nó đang còn sống đó mọi người. Mọi người ơi. Đây mọi người. Đây là một con sóc hay con trồn gì đấy. Mình sẽ lấy nha mọi người. Mình không quay cận được cho mọi người xem. Tại vì chính sách của YouTube nó rất là nghiêm ngặt. Con này mình cũng chưa từng bẫy được bao giờ á mọi người. Không biết là con gì luôn. Mọi người có thể để ý kiến ở dưới phần bình luận giúp mình nhé. Con gì nhé. Mình cảm ơn. Mọi người ơi. Đây là chiếc bẫy tiếp theo đây. Đây mọi người. Xung quanh này nó san phẳng hết rồi mọi người. Giống như con hôm trước á mọi người. Mình đang quay video rồi cố tình nó lại bay đi. Còn con này mình sợ vừa quay video vừa lấy nó lại đứt chân á. Đây mọi người, nó dính ở chân này. Mình đang thăm xuống ở đây. Ở đây dính một con sóc nha mọi người. Con sóc. Bẫy thứ hai. Cái này cái thứ 25 rồi mọi người. Không sập đâu. Bẫy này không thấy dây ta. Ở đây mọi người. Wow, phải dính một con trồn rồi mọi người. Đây. Dính được hai con trồn rồi mọi người. Thank you.
chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở bìa rừng đây mọi người. Ngày thứ ba mình đi thăm thì được hai con trồn sống với lại là một vài con chuột và vài con sóc nữa mọi người, nhưng mà chết hết rồi. Đây mọi người, những cái con chết thì mình để đây, còn hai con trồn sống thì mình để ở trong ba lô này mọi người. Hai con này thì mình sẽ đem về bán, còn những cái con này thì mình đem về để ăn thôi. Mình sẽ nướng một con để ăn ở trong bìa rừng này luôn nha mọi người, để kết thúc video luôn. Mình cũng không quay nhiều đâu mọi người, quay tóm tắt cho mọi người xem thôi, để không lãng phí thời gian của mọi người. Thì mình cũng sẽ nướng để cho chín luôn, mình không quay những cái chi tiết từng đoạn nữa nha mọi người. Chín rồi mọi người ơi, mình nướng là 2 tiếng rồi. Nãy mình định nướng một con thôi nhưng mà mình lại nướng 2 con, 3 con luôn á mọi người, để đem về cho vợ mình cùng ăn luôn. Còn bây giờ thì mình mời tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian lắng nghe và xem video ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Thank you.